Mình nó là sẽ tắm tắm là gần 60 chậu. Tiếp tục là thái đế Mỹ ra đây để cho khách đến lựa nè. Tại từ đây đến Tết là khách vào vườn á, nó cũng bất tiện quá. Xe vào nó hơi khó nên mình tắm ra đây. Đây. Lô đế Mỹ quái bên mình nè. Đủ 5 màu chuẩn nha. Đang có hoa, đang có nụ luôn. Mai mình sẽ bung ra hết để cho khách dễ lựa. Đế khủng hết. Hoành rất là to, hoành đó là 25. Đem ở đây cho anh chị dễ lựa luôn. Hơi tối một chút nhưng mà củ rất là đẹp, rất to. Thái hiện tại là bên mình nó là xuất đi khá nhiều á, tính ra là mỗi ngày trung bình là 50 chậu luôn. Đem ra đây đó là tầm khoảng 2 ngày thôi là hết rồi. Thì hết xong rồi mình sẽ tán tiếp ra. Vì cũng có nhiều anh chị vô tới vườn nhưng mà đi xe máy thì vô được, chứ còn đi xe 4 chỗ thì nó hơi bất tiện, hơi đi bộ nữa. Mình cũng thường hay tán hàng lên xe đét á. Lên xe đét thì đó là cái vừa. Trên đó thì anh chị thường hay sẽ lựa ở chỗ đó. Còn đây thì mình nó là sẽ chào giá vườn luôn. Chào giá vườn để cho anh chị dễ bán. Mai mình cái lô này mình tán hàng đi hết. Đi về Gia Lai, lô Cẩm Thạch.